Đây là bộ nòng đã vừa mới được hàn lại và taro lại lỗ buji. Đó, anh em thấy bắn bằng hàn bằng máy tích thì nó đẹp hơn, nó không bị cháy cái cánh nòng và làm lại rất là đẹp như zin. Đó, anh em thấy cái phôi của taro nó còn ra đây này. Đó. Cái logo ở trên cái nòng vẫn đang còn nha anh em. Đó. Cái logo của nòng zin vẫn đang còn. Đó, đó là sự lợi hại của hàn tích. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh và lắp ráp lại máy nha anh em. Giờ thì mình tiến hành lắp ráp cái bộ máy này. Bộ máy này thì nó cũng đơn giản thôi. Nói chung là tất cả những cái chi tiết ở trên này thì toàn bộ nó là đồ zin, nên khi mọi người lắp ráp thì nó sẽ rất là ăn khớp với nhau. Tất cả những cái chi tiết này thì đều là của chính hãng Eptin hết. Và bây giờ mọi người muốn mua mới ở trong hãng thì rất là khó nha. Cái này mình có thể là đặt hàng ở eBay hoặc là những cái đồ chi tiết zin này thì nói chung là để kiếm được phụ tùng á, đa phần anh em sẽ phải phụ thuộc vào những cái món hàng bãi, những cái phụ tùng bãi. Rồi những tất cả những cái phụ tùng này bây giờ mình lắp ráp lại thì mình sẽ kiểm tra luôn. Đồng thời trong cái quá trình mình lắp ráp mình sẽ kiểm tra tất cả những chi tiết xem có những cái con ốc nào nó có bị trơn hay không, rồi có bị vênh mo những cái chi tiết nó có ăn khớp với nhau hay không, có những cái ống nào nó bị xì bị lủng hay không. Tất cả mình đều khắc phục lại hết cho khách luôn. Hy vọng là cái con máy này nó sẽ nổ ok. Và cái con máy này hiện tại thì khách anh nói là đã thay tới hai cái bộ chế rồi mà chạy nó cũng không có được mượt. Thì cũng không biết là cái nguyên nhân tại sao, nhưng mà để mình làm xong rồi mình sẽ kiểm tra lại cái bộ chế này luôn. Bây giờ hiện tại thì mình đang lắp ráp lại để mình nổ được cái máy lên, để cho cái máy nó khi mà mình trong cái quá trình mình rửa máy á, thì nó sẽ trôi hết cái bẩn và những cái mỡ nhớt ở trên nó đi, thì bắt buộc mình sẽ phải nổ máy lên, tránh cái trường hợp là nước nó sẽ làm reset máy nha mọi người. Nếu như ai mà đang có ý định mà làm theo ấy, thì khuyên mọi người rằng hãy làm vào cái thời gian nào mà nó thoải mái một chút xíu, đừng làm buổi tối như thế này. Vì khi mọi người không quen nó có thể là chính cái ánh đèn nó làm cho mọi người chóa mắt và khó làm, rất là khó làm luôn. Sắp tới đây thì mình sẽ cố gắng đặt những cái phụ tùng của cái con máy này về để phục vụ cho anh em sử dụng những cái dòng máy cưa Eptin MS020, MS200T hoặc là những cái dòng 020 á, những cái dòng tay cụt như thế này thì rất là nhiều anh em hỏi mua, nhưng mà hàng mình có rất là nhiều cái cục máy như thế này, nhưng mà mình đang còn thiếu một vài cái chi tiết đó mọi người, thì mình sẽ đặt hàng về rồi làm dựng cái máy lên cho mọi người sau. Những cái con máy mà nguyên bản ấy thì tất nhiên là nó sẽ sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ có một vài cái trục trặc mình bắt buộc phải kiểm tra. Như trên đây là mình sẽ kiểm tra hết toàn bộ luôn. Mình sẽ tháo nòng hết tất cả rồi mình kiểm tra hết tất cả mọi chi tiết của máy. Đó. Ở những cái dòng máy tay cụt thì thường nó sẽ hơi rắc rối hơn những cái dòng máy tay dài một chút xíu, vì những cái chi tiết của nó rất là nhỏ, nó nằm chen chúc nhau. Nó xếp vào nhau khá là chật, những cái chi tiết khá là hẹp mọi người. Những cái dây điện như thế này. Đó, mọi người thấy. Được cái con máy này thì cặp lốc còn khá là đẹp. Nói chung là đẹp. Cặp phốt mình kiểm tra thấy còn ok. Zen thì ok nha mọi người. Những cái dòng máy chạy bằng tua nhanh của Eptin như thế này, những cái con MS200 hoặc là M020T ấy, hoặc là những cái con MS201 thì nó không sử dụng vòng bi tròn mà nó sử dụng vòng bi đũa. Chính cái vòng bi đũa này thì nó sẽ giúp cho cái nó chịu được cái lực nhiều hơn. Bi đũa thì nó sẽ chịu lực nhiều hơn và ít ảnh hưởng đến cái zen. Vậy nhưng mà nó lại là một cái nhược điểm, nếu như một con máy bãi mà chỉ cần dính một chút nước thôi thì ngay cái điểm tiếp xúc giữa cái cốt zen và cái bi đó nó sẽ bị reset và cái máy nó chạy không có êm đâu mọi người ạ. Ở dòng máy này mình đã từng căn cái vòng tua nó lên tới trên 16.000 vòng trên một phút. Cái khả năng chạy của cái con máy này rất là mạnh, rất là nhanh, vòng tua rất là kinh khủng luôn. Mình làm xong thì mình sẽ sau cái phần này thì mình sẽ có một cái phần thứ ba nữa, đó là mình mót lại cái phần bô, mình làm mình khoan theo cái phần bô để cho cái máy nó thoát hơn và chạy nó đạt tốc độ cao hơn. Những cái con máy Eptin MS200T như thế này thì anh em sử dụng thì đa phần là sẽ là cái việc cắt ở trên cao nhá, hạn chế anh em sử dụng cắt dưới gốc, tức là anh em đừng lạm dụng cái sức công suất của nó để đưa ra cắt những cái cây lớn, vì chính cái việc đó nó sẽ làm hư hại cái máy khá là nhiều. Đó. Bây giờ mình thử lửa cho cái con máy này. Lắp ráp xong thì mình thấy là cái buji của máy chốt quất rồi mọi người, không đánh lửa rất là kém. Mình sẽ phải thay một cái buji mới.
Khi mọi người sử dụng vặn cái buji vào thì cố gắng là vặn bằng tay nhé. Vặn bằng tay vào xong rồi muốn làm gì thì làm, chứ đừng vặn bằng những cái đồ như mình trên này. Nhiều khi anh em không có kiểm soát được cái lực vặn, nó sẽ làm tuôn cái lỗ buji. Cái con máy này thì mình làm cái lỗ buji, nói chung là cho thợ làm thì khá là ok. Tại vì anh thợ này anh ấy chuyên làm đồng, làm đồng và hàn nhôm, nên là người ta hàn vào cái máy tích rất là đẹp. Hầu như là nó không bị cháy cái cánh nòng, và trên cái nòng đó nó còn cái logo của hãng luôn, còn rất là đẹp. Đây là cái bộ chế, nói chung là cái que này nó lằng xoằng ngoằng lắm mọi người ạ. Đây, mình cũng rất là lâu rồi mình không làm đến cái dòng này. Mình đã phải mất khoảng tầm 3-4 phút để định hình lại cái vị trí của cái cây sắt này. Thì sau khi làm ok rồi, mình vào đúng vị trí rồi thì nó cũng ok thôi mọi người. Đó, đây cái này nó đang bị rắc một chút xíu. Và anh em lưu ý là khi anh em đang sử dụng MS2020 hoặc là MS200T hoặc là 020T, nếu có nhu cầu muốn bán thì liên hệ với mình nhé. Bên mình có thu mua lại cái dòng máy tay cụt này luôn. Anh em chỉ cần máy nó không có bị vỡ bể, còn mọi chi tiết cứ gửi đến cho mình. Số điện thoại của mình là 0947 207 718 hoặc là 0941 797 478 nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lắp ráp lại những cái phần chi tiết còn lại để hoàn thiện cái con máy. Bên đằng sau này nó sẽ có hai con ốc, và anh em lưu ý là những cái con ốc này nó rất là quan trọng. Đừng cố gắng vặn đừng vặn bằng máy mà hãy cố gắng vặn bằng tay nhé. Rồi bây giờ mình sẽ giật khởi động cái con máy này thôi. Đó, anh em thấy là khởi động một hồi mới kiểm tra trong máy không còn chiếc xăng nào hết. Ở đây mình toàn bộ là sử dụng nhớt của hãng hết anh em nhé. Nhớt của hãng, không sử dụng nhớt ngoài. Mình thấy cái con máy của anh này thì hiện tại nó cũng sử dụng nhớt khá là tốt. Đó. Giật mãi không chịu nổ, cuối cùng là thay, quyết định là thay cái buji. Đó, anh em kiểm tra buji bằng cách là đặt ra ngoài, giật kiểm tra lửa nó có đánh hay không nhé. Thôi. Chỉ mất vài giây để chúng ta có thể thay cái buji đó mà thôi. Rồi chỉnh xăng sơ lại một chút xíu rồi mình giật nổ nhé mọi người. Mọi người đón nghe cái tiếng máy.